Sử dụng kinh phí từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, hiện tại công trình kè bảo vệ bờ sông Dàm Cỏ Tây, từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè Vịnh Đá Hàng. Nhà thầu đang triển khai thi công đoạn kè dài 1.065m trên tổng số hơn 1.200m, tiến độ đạt 85% khối lượng hợp đồng đoạn không dưới mặt mặt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ. Do vậy, để có đủ thời gian thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương gia hạn hợp đồng gói thầu thi công xây dựng kè và bảo đảm giao thông thủy của công trình đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Được biết, công trình khởi công từ tháng 3 năm 2023, tổng kinh phí xây lắp là hơn 129 tỷ đồng. Đây là một trong hai công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn bố trí từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 100 tỷ đồng.